Cũng trong sáng nay, tại huyện ủy Hòa Vang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Hà Nam thôi giữ chức Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang để nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chúc mừng ông Nguyễn Hà Nam đã được lãnh đạo thành phố tin tưởng lựa chọn giao trọng trách mới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá rất cao năng lực chuyên môn và tâm huyết của ông Nguyễn Hà Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, tuy mới nhận công tác ở huyện Hòa Vang hơn một năm, nhưng ông Nam đã khẳng định được tinh thần trách nhiệm, năng lực và sự năng động của mình, nhất là trong lĩnh vực đền bù giải tỏa và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn ông Nguyễn Hà Nam tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị mới.